là rẻ nhất. Carbon là rẻ nhất, còn Panasonic là đắt nhất. Hôm nay có cái màu này rất là mới luôn. Cánh này là ba cánh thôi. Ba cánh dàn vẫn là màu xanh. Dàn này vẫn màu xanh như này, nhưng mà năm nay nó đổi cái màu sang cùng nóng, ngày nay nó sẽ phun cái màu bạc này. Trông gắt màu nhỉ. Gắt màu quá. Không hiểu sao lại sơn cái màu này nhỉ? Sao đổi sang màu than này nhỉ? Tân Minh nhỉ? Sao lại than này nhỉ? Con này Malaysia xịn đấy. Một năm thì may ra tôi lắp được một con Pala. Thì không ai lắp Pala cả, bởi vì nó đắt tiền á. Thì con này nhá, con này nó có là con Laloji. Nó có Nano này là công nghệ Nano. Pala nó cũng bền. Nó khác cái kiểu con gấu một tí đúng không? Nó cũng là lá thế nhỏ, nó hơi khác một tí rồi. Nó hơi hầm hố một tí rồi chứ. Rồi, mở ra trong này. Rồi. Thế rồi, đó. Cháu đây là cháu làm cho Cường thôi, chứ Cường là mua chỗ khác thì 11, 12 triệu là bình thường. Đấy, đây là cái kỷ như này. Đấy, cái kỷ ăn chơi nào, con này là đầu tiên tôi đá hai cái quả. Yeah. Chơi vào tủ thì đến như thế này. Mấy đòn tôi nên quay không? Xuống đi. Hả? Đây chính là kỳ công của Sơn. Quá tuyệt vời. Sơn có khoe fan ông khỏe hơn so fan tôi đúng không? Fan của ông ấy, fan này khỏe hơn fan tôi. Fan tôi nó cũ rồi đúng không? Mình lâu năm rồi. Nhưng mà đi về thế à? Ngậm vào trong đấy rồi à? Fan tôi đi với tôi 5 năm nay rồi. Ông mẹ nó thì mẹ đó. Mà máy rồi đó xe mà nhưng mà đằng sau thì lại bán lấy được bán túi mà không thôi rút ra cho nghỉ đi, rút ra cho ngâm nước đi, ngâm cái đầu ấy đi, lại đứt vào đấy là máy của ông lại không đi đấy. Đấy đi, làm nó từ kia.